Tiếp theo là combo 83, một cây mai chiếu thủy lá to 370k bao của ship toàn quốc. Nào mua thì chuyển trước 100, còn lại shipper thu hộ. Cái cây này nó siêu lùng nha quý vị. Siêu lùng ha, lông bò cụm kế bên nè. Đế mỏng dánh luôn nha quý vị. Đây là mặt trước ha, còn vô quay mặt hậu cho quý vị xem nha. Đế nó nè, đế đẹp nha quý vị. Cái giống này là nu và cong nha quý vị. Rồi, đế của nó nè, mặt sau nè. Rồi 370k. Loại này nuôi giống nuôi gà công này nuôi mau lớn lắm nha. Thì nuôi gà công nó có rất là nhiều loại nha quý vị. Chứ không phải nuôi gà công nào mà cũng cục bự bự u vú không có nha, nó nhiều loại lắm. Có loại thì lâu lớn, có loại thì mau lớn nha quý vị, loại này nó mau lớn. Rồi xuống luôn quý vị ơi. 370.